Này này, hỏi thầy là bây giờ là trả lời thầy đi, có tốn tiền nhiều không? Hả? Có tốn tiền nhiều không? Bây giờ tốn tiền nhiều rồi tôi đi hát cái gì nào tôi trả đủ. Hả? Bao nhiêu con người đây là sao rồi tôi mua đủ quà nữa tôi chặn lại đây. Hả? Tôi hỏi thầy coi có tốn tiền nhiều không? Tôi thấy hoành tráng quá. Hả? Không á? Sao người ta đồ nói bà nhịn ăn sáng vậy mà? Nhịn ăn sáng ăn trưa gì đó là đặng làm sinh nhật cho tôi gì mà đúng không? Ăn sáng chưa? Ăn chưa? Trời lâu lắm tôi mới thấy có một người con trai tặng đồ tôi. Thôi bây giờ tôi ngồi sân khấu lại đó, làm gì làm cho tôi xem đi đó. Ủa sao nói gì tôi cho vậy? Nghe đưa tôi cái này gì trong đây đấy? Các bạn ngồi đấy. Bây giờ tôi ngồi đâu được đây? À quên rồi. Khẩu trang nào đeo vào đi để mà dịch bệnh nha. Để nó mai đi. Hãy